lấy thêm vài con chuột. Tao thì cảm thấy tụi bay giống như con của tộc. Bây giờ thằng Nam đã gặp nạn, mình phải đi cứu nó. Đi hay không tụi bay tự chọn. Nếu tụi bay không muốn, quay đầu lại vẫn còn kịp đó. Lão đại, em và thằng Nam có kết nghĩa trên núi ma quỷ, dù sao cũng đi với anh vô. Đứng yên. Ê đại bê, lão đại của mày là lạc đà đang chờ tao. Thiếu gì ngựa đây đang chờ anh. 1, 2, 3, 4, 5 6 tráng sĩ hả? Lão đại có dặn chỉ của mình mày với hai thằng nhỏ vô thôi. Ok. Xã đoàn đông tình lớn như vậy, không lẽ sợ tao hay sao? Ai mà sợ mày. Nhưng mà đông người hiếp ít thì không đúng ha. Tao cho mày dẫn theo hai thằng là không muốn mày bị nát thịt mà không ai biết thôi. Được, ba đứa bảy ở lại, gà rừng báo nhỏ theo tộc. Ê, chờ một chút. Lạc cà bay à, xin lỗi nha, làm theo lại thôi. Đại ca, không có gì. Khá lắm. Đại ca B, quả như là can đảm ha. Lão đại, hôm nay có chuyện lớn lao gì mà gọi hết những người nắm quyền của chúng tôi về đây? Thật ra là chuyện gì? Thằng Biêu anh ruột của Sam Ảnh đã bị chết rồi. Nó bắt cóc lại thằng nhóc của thằng B của Hồng Hưng, nó là để thanh toán. Nó nổi tiếng nhất rồi, dù sao cũng phải chịu nó chứ. À, lão đại à, thằng này nổi tiếng là chơi dơ ở nhà, có sợ nó thọt mệnh dao không? Nếu có lợi thì giúp nó. Đúng. Lão đại, wow, đầy đủ tất cả nhân vật hả? Thằng B này thật là có mặt mũi đó. Anh B, bây giờ chúng ta đã phải cùng nhau đi đánh lính Nhật chứ. Cần chỉ phần rõ ràng quá vậy. Quay, còn không mau đi rót trà cho đại ca của Hồng Hưng chứ. Không biết điều chút nào hết. Ê, những người nắm quyền thông tin đều có mặt ở đây rồi. Muốn nói cái gì nói mau đi. Anh nói là muốn cứu lại thằng nhỏ đó mà. Và còn nói là bất cứ giá nào nữa. Được, bây giờ có lão đại của tôi. Muốn gì nó mau đi. Thằng nhóm con tên gì hả? Trần Hậu Nam. Người đâu? Lôi nó ra. Hả? Khốn nạn, mày có phải là người hay không vậy? Nam à, Nam. Gà rừng, đừng có làm bậy. Không phần lớn nhỏ. Đại, có thể không đây, săn sóc thằng em của tôi vậy à? Không đánh chết nó là may lắm rồi. Đừng có nhiều chuyện như mày. Thằng Mạnh, mày muốn tính sao đây? Thì bây giờ tính với nó đi. Ừ, được. Nè, chi phí của Đông Phong Hoa Viên, sau này cái đám Hồng Hưng các người không được hỏi tới. Còn nữa, ngày hôm qua chém lộn ở công trường, tôi có một người bị chết, 20 người bị thương, tất cả tiền thuốc men anh phải đền cho đầy đủ, biết chưa? Giá tất cả là 3 triệu đồng, ok? Còn nữa, cái thằng Hậu Nam chó gì đó, từ nay phải biến khỏi Hồng Kông. Có cần phải cai cú vậy không? Biết vậy kêu Lý Mạng kiếm xà linh thanh toán đi.
Không phải nói vậy đâu anh B à. Bây giờ thằng nhóc của anh đã giết chết người ta. Một mạng đền một mạng là thiên kinh địa nghĩa đó mà. Đại ca của anh điện thoại cho tôi, biểu tôi phải nương tay. Còn thằng Mãnh thì nói vụ này phải làm tới. Cho nên tôi mới gọi tất cả các đám anh em ra đây. Để coi tính vụ này thế nào. Thế sao hả? Sao Mãnh hao bên tổn lớn. Nói tóm lại là tổn thất đồng tin của chúng ta 3 triệu đó. Cũng nên lấy 1/3 đưa vào công ty của chúng ta mà. Sao Mãnh, lúc này việc làm ăn trang trí của mày cũng no đến bể bụng rồi chứ gì. Đám anh em điện môn của chúng tôi không có việc làm gì đó. Cháu cũng không có ăn nè. Quầy, liền chút cho tụi tao làm đi hả? Sao đây hả anh B? Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Có phải nếu tôi không chịu thì không thể ra khỏi chỗ này hay không? Thì tụi bay ôm nhau chết chung. Ba người tôi ghen dám bước vô đây. Nếu như ta nói rõ làm thịt mày, tức là nỗi đông tình này không có phong độ thôi, phải không hả? Có câu nói này của Lạc Đà thì tôi yên tâm. Bảo nhỏ, chuyện ta kêu mày làm xong chưa? Xong rồi đại ca. Sa Mãnh, trang trí của Đông Phong Hoa Viên ta đã phân chia với Biểu Khùng từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì nó ăn ngang nói ngược, tự chuốc họa vào thân, đâu có thể trách ai được chứ. Chuyện ngày hôm qua giang hồ tính theo giang hồ, sống hay chết là do trời định. Mày biết tao trả tiền thuốc men, vậy đám người của tao bị chết và bị thương, ai đền tao đây hả? Đúng là tướng sĩ tượng ăn rời với nhà qua. Tụi bay họp lại với cái tên phản bội của Hồng Hưng là để kiếm ăn, không để cho người của Đông Tinh kiếm ăn. Mày hay thiệt hả? Mày giỏi thiệt. Mày nói cái gì hả? Anh B, anh nói gì vậy? Tức là không nhận lỗi, không đền tiền cũng phải không hả? Có lỗi thì nhận, đánh thì phải đứng yên. Trang trí của Đông Phong Hoa Viên tôi chỉ phần nửa cho các người. Tôi là đại ca của nó, tôi không bảo đảm được nó. Vậy tôi làm được cái gì? Đại ca, đại ca, đại ca. Lạc Đà, một nhát này là lời hứa của tôi về Đông Tinh. Lạc Đà, tôi hy vọng anh tha thứ cho thằng em của tôi. Lão đại, không được đâu. Cầm miệng. Làm người như một bước thì sau này dễ nói hơn. Thằng ngu, tao dạy mày đó. Lão đại nói rất đúng. Sa Mãnh, cái vụ này mày thì không đúng đó. Đỡ họ Nam vậy đi. Dạ. Vậy nào, mình đi về. Đứng dậy đi. Lão đại. Lạc Đà, tôi đã cho người bắt cóc cháu gái của anh. Mày vẫn bắt danh tiền của tao hả? Anh yên tâm, sau khi tôi ra khỏi cửa này thì tôi sẽ thả cháu gái của anh về. Cảm ơn các vị đại ca. Mình đi. Ngồi vậy đi. Đi đi. Nè. Hết chuyện rồi. Nè.